Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giải trí Hoa ngữ. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây. Phương Nhất Bác có thêm nguồn lực mới và các tài nguyên phim ảnh chuẩn bị ra mắt. La Vân Hy bị thương ở phim trường do bạn diễn quá tay. Vở kịch Như Mộng Chi Mộng mở bán vé Trạm Thâm Quyến. Cuộc thi khóc tên lên tết tôn của người hâm mộ Tiêu Chiến đang diễn ra sôi nổi. Phương Nhất Bác đã đưa một người chống đối ra tòa, Tiêu Chiến cũng sẽ đưa 5 người trong số họ ra tòa từ cuối tháng 11 đến tháng 12. Vụ Trương Chất Hạn bị phong sát, blogger Sứ Trung lên bài dẫn chứng phân tích, nghi có thế lực hãm hại Trương Chất Hạn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 10 này, Vương Nhất Bác sẽ có ít nhất 3 xác nhận chứng thực mới. Chẳng mấy chốc, số lượng đại ngôn của Vương Nhất Bác sẽ lên tới con số 40, vượt xa số tuổi của anh ấy hiện tại. Nguồn lực của anh ấy được đánh giá khá tốt. Bên cạnh đó, bộ phim Phong Khởi Lạc Dương đã có tên trong danh sách, được cho là sẽ công chiếu vào quý 4 năm nay. Trang chính thức của bộ phim cũng đã cập nhật poster bản mới. Trang cá nhân của Vương Nhất Bác cũng đã cập nhật thêm hình ảnh về bộ phim. Riêng với bộ phim Băng Vũ Hỏa, quá trình tổng duyệt cuối cùng vẫn đang được tiến hành và phải chờ đợi thêm một chút. Như vậy, thời gian để người hâm mộ có thể thưởng thức các tác phẩm mới của Vương Nhất Bác không còn xa nữa. Vương Nhất Bác hoạt động vô cùng chăm chỉ, anh ấy không thích nhàn rỗi. So với việc nhàn rỗi, anh ấy tích cực tiếp cận tài nguyên và không ngừng học hỏi. Nhưng bên cạnh đó, Nhất Bác cũng không muốn bị quá tải và có tin rằng anh ấy dự định sẽ dừng tham gia Bước Nhảy Đường Phố vào mùa tới nếu được tiếp tục mời giữ vai trò đội trưởng. Một số tay săn tin tức chuyên nghiệp đưa tin rằng đời tư của Vương Nhất Bác không lộn xộn và anh ấy sẽ chủ động để giữ khoảng cách với các sao nữ. Ở một tin tức khác, vào ngày 14 tháng 8, phòng làm việc của La Vân Hy bất ngờ đăng tải xác nhận rằng La Vân Hy đã gặp tai nạn khi quay phim. Hôm nay Vân Hy đã vô tình bị thương trong quá trình quay phim cùng một nam diễn viên. Khi sự việc xảy ra, một bác sĩ chuyên nghiệp đã được sắp xếp để cấp cứu tại chỗ. Khi có tin tức khác, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn, những người hâm mộ sẽ bình tĩnh và cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tin tức này sau đó cũng đã được đoàn làm phim xác nhận. Tin tức lan truyền rằng La Vân Hy bị đánh chảy máu mặt và bị thương trong cảnh tát. Bạn diễn của anh ấy khi đó đã đánh thật 100% và ngón tay có đeo nhẫn. La Vân Hy đã ngã tại chỗ, mặt chảy rất nhiều máu. Sau đó đoàn làm phim đã đưa anh ấy đến trung tâm thẩm mỹ y tế của bệnh viện Thượng Hải. Anh ấy đã ở đó trong vòng 2 giờ đồng hồ và không thấy ra. Nhiều thành viên ekip cũng đã theo đến bệnh viện, tạo nên khung cảnh đông nghịt đáng lo ngại. Hậu viện hội của La Vân Hy đã đăng tải bài trấn an fan, cho biết nam diễn viên đã được tiêm thuốc tê cho bớt đau, tình hình không quá nghiêm trọng. La Vân Hy rất nổi tiếng trong giới biểu diễn nghệ thuật tại Đại Lục. Trang cá nhân của anh ấy có hơn 24 triệu người theo dõi. Được biết bộ phim này của La Vân Hy chỉ còn một ngày nữa là có thể đóng máy. Danh tính của bạn diễn lúc đó hiện tại vẫn đang được giấu kín. Mới đây Trạm Thâm Quyến đã mở bán vé Như Mộng Chi Mộng vào lúc hơn 12 giờ trưa ngày 15 tháng 10. Vẫn như thường lệ, vé đã hết sạch ngay sau đó và hệ thống lại bị quá tải như mọi khi. Một câu chuyện mà ai cũng biết trước nhưng cũng đành bó tay. Cư dân mạng cho biết, mua được vé hay không chính là duyên phận. Ở một diễn biến khác, kể từ khi Tiêu Chiến xác nhận đích tôn, không chỉ các loại nước rửa tay và chất khử trùng khác nhau được bán hết, mà ngay cả xà phòng cũng đã được bán hết. Đặc biệt, người hâm mộ còn chơi với xà phòng của đích tôn. Một bộ phận cư dân mạng đưa tin rằng, nghe nói Tiêu Chiến, khi đóng vai bệnh nhân số 5, anh ấy có mùi giống như mùi vũ thông trong xà phòng đích tôn, nên xà phòng này đã được đặt hàng rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn nữa, nhưng số lượng có hạn. Người hâm mộ của anh ấy cũng đã mở cuộc thi điêu khắc vô cùng sôi động. Một số khắc trực tiếp tên viết tắt của Tiêu Chiến lên xà phòng. Trên tay Tiêu Chiến luôn đeo một sợi dây màu đỏ tượng trưng cho hòa bình. Khi Tiêu Chiến gặp khó khăn, người hâm mộ cũng đã tết rất nhiều sợi dây màu đỏ và gửi tặng đến anh ấy. Những điều thú vị này chỉ có thể tìm thấy ở Tiêu Chiến và người hâm mộ của anh ấy. Gần đây có tin tức trên mạng tiết lộ rằng Tiêu Chiến đã có tiến độ mới trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Đây có thể coi là lần bảo vệ quyền lợi thứ hai của Tiêu Chiến. Anh ấy cũng sẽ đưa 5 người trong danh sách ra tòa từ cuối tháng 11 đến tháng 12. Điều đáng nói là một người dẫn chương trình nổi tiếng của Trung Quốc cũng đã lên tiếng bình luận về việc bảo vệ quyền lợi lần thứ hai của Tiêu Chiến. Người dẫn chương trình này cho biết anh ấy rất tán thành việc làm này của Tiêu Chiến. Tất nhiên đây là điều mà các nghệ sĩ cần hành động trước các hành vi bôi nhọ trên mạng xã hội. Phương Nhất Bác cũng đã đưa một người chống đối ra tòa vào ngày 13 tháng 10 mới đây. Số vụ án là 2021/04-634. Tòa án xét xử là Tòa án Nhân dân ở Bắc Kinh. Vào tháng 3 năm nay,
Vương Nhất Bác đã kiện người này trong phiên sơ thẩm về tranh chấp trách nhiệm pháp lý, vi phạm trực tuyến. Sự việc này cũng đã lên tìm kiếm nóng. Đây là hành động cần thiết đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội nhằm vu khống, bôi nhọ và đưa những tin đồn sai sự thật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Ở một tin tức khác, mới đây netizen xứ Trung đang mở cuộc điều tra về sự việc Trương Chiết Hạn bị phong sát. Cư dân mạng xứ Trung đã truyền tay nhau, chia sẻ bài viết phân tích của mục blogger về những điểm bất thường trong đợt truy quét mạnh mẽ vừa qua. Theo cộng đồng mạng xứ Trung, ngôi đền nơi Trương Chiết Hạn từng ghé qua không phải là địa điểm quá phổ biến, không có bất cứ thông tin gì trên Baidu. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, Baidu đã bị chỉnh sửa, tạo thông tin là ngôi đền cấm. Bên cạnh đó thì vấn đề viết sai tên nước không phải do Trương Chiết Hạn làm, là một tài khoản khác làm sau đó che tên và đổ lỗi cho Trương Chiết Hạn. Một blogger đã đăng tải gần 100 bài trong 2 ngày phân tích và lý giải về sự cố của Trương Chiết Hạn. Một bộ phận cư dân mạng xứ Trung đã cho rằng Trương Chiết Hạn đã bị một thế lực bí mật hãm hại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phân tích một chiều và chưa biết thực hư như thế nào. Hiện tại, cư dân mạng xứ Trung đang bàn tán xôn xao về sự việc này. Bản tin cập nhật về showbiz Hoa ngữ hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin sau.